Samsung mang đột phá vào smartphone tầm trung, VN Express số hóa. Đánh giá thị trường 2018, tạp chí công nghệ CNET cho rằng các mẫu smartphone tầm trung thiếu đột phá, mang tính lặp lại lẫn nhau. Mặc dù di động giá từ 150 đến 400 đô la Mỹ chiếm đến 1 phần 3 doanh số điện thoại toàn cầu, theo thống kê của IHS Market. Tương đồng với nhận định trên, loạt smartphone tầm trung của Samsung cũng đón thử thách lớn trong năm qua, mức giá phải chăng vừa là cơ hội thúc đẩy doanh số vừa đặt ra cho nhà sản xuất này bài toán cắt giảm một số phương diện nhằm giúp hạ giá thành sản phẩm. Giới trẻ, đối tượng chính yếu cho phân khúc trung cấp cũng ngày càng khó tính hơn. Các chuyên gia công nghệ đánh giá dòng A và Z của hãng bán chạy nhưng cần thêm đột phá. Đến cuối năm, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới quyết định chuyển mình. Ông lớn công nghệ Hàn Quốc gây xôn xao khi ra mắt GALAXIA7 trang bị 3 ống kính và A9 với 4 camera đầu tiên trên thế giới, trước cả bộ đôi FLAGSHIPS10 đầu năm 2019, GALAXIA50 giá 6,99 triệu đồng ghi điểm với màn hình Super AMOLED cao cấp trong khi các đối thủ vẫn theo đuổi công nghệ IPS LCD giá thành thấp hơn. Đặc biệt, hãng lần đầu mang công nghệ quét vân tay quang học dưới màn hình lên phân khúc dưới 7 triệu đồng. So với cảm biến ở mặt lưng, công nghệ mới đòi hỏi hãng tăng chi phí sản xuất, đồng nghĩa giảm đi lợi nhuận. Tuy vậy, cái được của Samsung chính là cảm tình từ người dùng, yếu tố quan trọng để hãng chinh phục thị trường trung cấp ở phương diện thiết kế, smartphone tầm trung cũng được hãng chú trọng thiết kế. Thống kê của Nielsen Việt Nam cho thấy 40 người dùng smartphone Việt Nam nằm trong nhóm tuổi từ 21-30, họ chính là những người trẻ yêu thích sự khác biệt và nổi bật. Thiết kế của smartphone Samsung tầm trung trong giai đoạn đầu 2018 mang ngôn ngữ khá truyền thống như màn hình không tai thỏ, mặt lưng kim loại. Đây là ưu thế khi hãng không sao chép một cách vô tội vạ thiết kế từ các nhà sản xuất khác, đảm bảo trải nghiệm sử dụng tối ưu cho người dùng nhưng đồng thời khiến smartphone trở nên kém cạnh tranh. Đến 2019, cùng với việc ra mắt thiết kế màn hình Infinity O cho sản phẩm cao cấp, hãng cũng công bố thêm thiết kế Infinity U và Infinity V cho các series Galaxy A và Galaxy M của mình. Với sản phẩm GALAXIA50 tầm trung năm nay, ngoài thiết kế Infinity U, màn hình của thiết bị còn sử dụng công nghệ hiển thị Super AMOLED FULL HD+, tái hiện màu sắc chân thực độ tương phản cao và tiết kiệm pin hơn nhiều so với tấm nền LCD. Các sản phẩm tầm trung như galaxia ia không vừa ra mắt của hãng còn tích hợp nhiều tính năng phù hợp với thói quen và phong cách sống của người trẻ như tài khoản kép, Dual Messenger, sử dụng song song hai ứng dụng, app, âm thanh vòm Dolby Atmos để xem phim, chiến game sống động chuẩn điện ảnh. Ngoài ra, Samsung còn chú trọng chất lượng chương trình chăm sóc khách hàng cho phân khúc tầm trung, ngoài hệ thống trung tâm bảo hành rộng khắp cả nước ứng dụng quà tặng galaxy độc quyền cũng mang đến nhiều ưu đãi về mua sắm ẩm thực du lịch cho người dùng việt bảo an